thực hiện cái nghị quyết đại hội 11 tỉnh Đảng bộ Long An, thì trong đó có cái chương trình đột phá là chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên một số cái cây con chủ lực của địa phương như là cây lúa, cây thanh long, rồi cây rau, rồi cây chanh, rồi trên cái đàn bò thịt cũng như là cái phát triển thủy sản. Thì vừa qua thì ngành cũng đã tập trung tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban ban hành cái chương trình cũng như là cái cơ chế chính sách để rồi là thực hiện cái chương trình này. Qua thực hiện thì phải nói là một số cái mô hình phát triển khả quan tốt và có cái sự là lan tỏa, thì trong đó thì cũng có các cái doanh nghiệp tham gia cái cung ứng cái đầu vào, rồi doanh nghiệp là thu mua cái sản phẩm cho bà con nông dân, thì để mà tạo sự lan tỏa cũng như là tuyên truyền cho cộng đồng bà con nông dân rồi các cái tổ chức cùng tham gia để làm sao là mình là sớm là hoàn thành được cái nhiệm vụ của chương trình theo cái lộ trình đã đề ra. Thì ngành cũng đã tham mưu cho ủy ban đó, rồi mời gọi kết nối với các doanh nghiệp để là tham gia cùng với là nhà nước để thực hiện cái chương trình. Thì qua cái ký kết này thì nghĩ rằng là hàng năm mà chúng tôi sẽ cùng với các cái đơn vị này sẽ cụ thể hóa ra trên từng cây con vậy cần phải làm những cái gì, mô hình tuyên truyền tập huấn cho bà con nông dân sao để rồi là mọi người cùng nâng cao cái nhận thức làm sao mình tạo ra được những cái sản phẩm là an toàn, chất lượng cũng như là tạo ra được cái thương hiệu cho hàng hóa để rồi là mình giúp cho bà con nông dân là tăng thu nhập cũng như là cái người tiêu dùng có những cái sản phẩm sạch là tốt hơn trong cái cuộc sống. Vâng, chiều đâu. Okay.